quá dữ bà, đang chạy quá dữ bà ơi, quá dữ luôn. Đang tiến vào cảng các bạn, trúng lớn chạy lẹ dữ các bạn, quá dữ. Trời các bạn ơi, bình thường luôn, 96644 chết luôn, quá đẹp các bạn ơi. Quá dữ luôn. Cặp tàu lần lượt kéo nhau vào cảng các bạn ơi. Nó dữ rồi này. Ồ. Thuyền đầy ắp cá các bạn ơi. Quá trời ơi. Quá ơi, thấm lát nữa các bạn ơi. Quá dữ luôn bạn. Vô cảng nha các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Đang lù 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 vào cảng các bạn ơi. Quá rồi. Quá dữ. Ôi, quá nguy hiểm các bạn. Quá nguy hiểm đi. Ôi, nghiêng à. Nhìn thấy ớn luôn á. Đó, dữ các bạn ơi, thuyền đầy ắp cá hết các bạn ơi. Quá trời ơi. Vào cảng các bạn. Mình cũng sống nhấp nhô nhấp nhô. Mình phải đẹp mắt nữa các bạn. Hello.
12 TS luôn. Đó, các bạn ơi. Đó, bây giờ mình chạy hết. Quá dữ. Quá dữ các bạn ơi. Thuyền dây vào cảng tấp nập luôn các bạn. Quá dữ các bạn ơi. Chạy quá đẹp. Các thủy thủ đoàn đang ngồi và háo hức về cùng gia đình nha các bạn, sau những chuyến đi dài và mệt mỏi các bạn. Quá dữ các bạn ơi. Còn gì bằng cái cảnh tượng đi khơi nhiều ngày mà vô mà cá đầy khoang. Anh chỉ có tiếng cừ thôi và háo hức thôi. Tàu nối đuôi nhau giờ các bạn. Bình Thuận 99761 TS vào cảng thẩm cá các bạn ơi. Không dễ quá các bạn ơi. Đó, vào cảng các bạn. Một lần lượt vào cảng các bạn. Quá dữ bạn ơi. Quá trời nè. Quá trời bạn ơi. Thuyền đầy áp cá các bạn ơi. Quá dữ. Đỡ cập cảng an toàn. Đứng ngóng gì nữa cha ơi, vô nhà bây giờ rồi. Đó. Đó vậy các bạn. Cái cảng này, cái cảng anh móc kỹ lắm mà. Nhổng đầu luôn mà. Tượng dây giờ đẹp mắt các bạn ơi. Quá trời. Vô. Quá trời các bạn ơi. Đây nó rút cũng thẩm cá các bạn ơi. Đầy khoang cá các bạn ơi. Đã rồi, một mùa bội thu rồi cả anh ơi.
hết trời luôn. Đa số là tàu nhỏ vô nhiều các bạn.